Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn ngày rằm mùng 1 Đặc biệt là cúng ngày rằm tháng 5 âm lịch sắp tới đây Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị, thì vào ngày rằm ngày mùng 1 hàng tháng thì các gia đình Việt đều sắm sửa lễ vật để cúng thần linh, cúng tổ tiên và đọc bài văn khấn ngày rằm để cầu may mắn, bình an, sức khỏe cho cả gia đình. Cái việc thắp hương ngày rằm hoặc là ngày mùng 1 cũng như là các ngày ngày lễ Tết dỗ chạp là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt ta. Bên cạnh cái việc chuẩn bị lễ vật dân cúng thì cúng gì khấn gì cũng phải lưu ý. Đấy. À, nhiều người cứ tiện mồm khấn với cái tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng sự thật ấy, à, muốn cho việc thắp hương nó phát huy được cái tác dụng tốt nhất trước tiên chúng ta cũng cần phải khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương khấn vái tổ tiên đúng truyền phong thủy là như thế nào. Vậy nên trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách dâng hương cúng bái thần linh tổ tiên để không phạm phải những cái điều đại kỵ, giúp cho quý vị cả năm làm ăn xuân sẻ, tiền vàng nó có ùn ùn kéo về. À, kính thưa quý vị, à, chúng ta đã biết cái việc thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ tết dỗ chạp. Nén hương được thắp lên thì mọi người sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này thì nó không còn là một cái thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tâm linh không thể thiếu của người dân Việt Nam. Thì đây cũng được xem như là một cách đốt vía, được sử dụng rộng rãi. Cái nghi thức dân hương là một cái tập quán mà hầu như mọi người dân Á Châu dù sống ở đâu, dù sống ở bất kỳ cái phương trời nào cũng đều biết đến. Tháp hương đã đi vào đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt chúng ta như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống. Và trong chương trình ngày hôm nay ấy thì... Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị về cái bài văn khấn Và để biết được cái bài văn khấn của ngày rằm ngày mùng 1 thế nào Thì Tử Thông cũng sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về cái quyển sách văn khấn toàn thư Quý vị mở trang 4 của quyển sách văn khấn toàn thư nhé Để chúng ta biết được cái bài văn khấn ngày rằm tháng 5 Đối với cái cuộc sống tâm linh của người Việt thì chết không phải là hết Những người đã khuất thì vẫn còn sống ở một cái thế giới khác Một cái thế giới mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được Vậy nên là khi thắp hương ấy thì nó sẽ như một cái nhịp cầu nối vô hình tâm linh kết nối giữa hai thế giới âm dương với nhau. À, tuy nhiên về mặt tâm linh thì nhiều người vẫn không biết thắp hương và khấn vái thế nào để được tổ tiên phù hộ à, và cũng không biết là phải khấn vái những gì cho đúng. À, theo quan niệm của Phật giáo thì cái lòng thành kính nó thể hiện qua làn khói hương nghi ngút, không cần phải bày yến tiệc à, mâm cao cỗ đầy. Trong mỗi một cái dịp thắp hương ngày rằm ngày mùng một thì chúng ta cũng không thể thiếu được cái bài văn khấn đó. À, thưa quý vị và ngay sau đây tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn về ngày rằm à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài văn khấn như sau này nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật à, con lại chín phương trời lại mười phương chư phật chư phật mười phương con lại ngài hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần con lại ngài đương liên thái tuế chư đức tôn thần con lại các ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương à, con kính lại bản sứ thần linh bản gia thổ địa con kính lại ngày đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân con kính lại các bậc tiên gia các vị tôn thần chư thần cùng cai quản trong đất này xứ này con kính lại cao tàng tổ khảo cao tàng tổ thí bá xúc huynh đệ cô di tỷ muội nội ngoại dâu rẻ hội đồng gia tiên họ hôm nay là ngày tháng năm gia chủ chúng con là sinh năm hiện cư ngụ tại nhân ngày rằm tháng năm âm lịch đất trời hòa hợp giờ linh khắc vượng gia đình chúng con sắm xanh vật phẩm hương hoa trà quả kim ngân lễ vật kính dâng hiến trình cùng các vị tôn thần và gia tiên à, chúng con kính mời ngài đương niên thái tuế trí đức tôn thần ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương ngài bản gia táo quân cùng các vị tôn thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa hưng vượng có quý nhân phù trợ tài lộc vượng tiến, tai ách đều qua, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con cũng kính mời các vị gia tiên tiền tổ hương linh nội ngoại, đồng đẳng gia quyến, dòng họ. Thương xót con cháu, hiển linh trước án, chứng lễ hưởng hoa, cầu xin gia tiên phù hộ cho gia trung thuận hòa, cho gia đạo hưng vượng, cảnh nhà yên vui. Con cháu thông minh, học giỏi, vợ chồng thương yêu, bảo ban. À, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, À, chúng con kính mời ông bà tiền chủ hậu chủ cùng cư ngụ tại đất này xứ này đồng lâm án tiền đồng lâm trước án chính giám lòng thành cho gia chủ phù hộ cho gia chủ được khỏe mạnh an khang lộc tài tăng tiến gặp hung hóa cát chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ cúi xin các ngài hoan hỷ thụ nhận lễ vật cho chúng con nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật à, sau khi khấn xong thì quý vị vái ba vái cũng như là gì và đợi hương tạm rồi hóa vàng mã hạ lễ đó đó là cái bài văn khấn trong quyển sách văn khấn toàn thư thì trong này có 77 văn khấn nhé 77 văn khấn cho quý vị lựa chọn có đầy đủ tất tần tật các nghi lễ văn khấn từ cái việc là khấn rằm mùng 1 đến lễ tết dỗ chạp cũng như là cái việc quan trọng như là động thổ xây nhà hoặc là cất nóc đổ mái vân vân đó. quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách văn khấn toàn thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 9119 để thỉnh quyển sách văn khấn toàn thư để giúp chúng ta khấn cho đúng bài để cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc thì bên cạnh đó thưa quý vị thì theo quan niệm của dân gian đấy khi mà thắp hương ấy, chúng ta phải tỏ cái lòng thành kính quý vị tuyệt đối không được nói to gây ồn ào ở cái nơi thờ cúng hoặc là mặc quần đùi áo sắp nách ái hay áo hai dây hoặc là những cái trang phục thiếu vải thiếu nhã nhặn à, bên cạnh đó thì quý vị cũng không thắp hương theo số chẵn bởi theo quan niệm phong thủy ấy, thì những con số này nó đều phạm vào những điều không hay À, quý vị cũng không được dùng hương uốn tàn hoặc là hương cao tàn bởi cái sản phẩm này hầu hết là được sử dụng qua cái dung dịch hóa chất khi đốt sẽ sinh ra nhiều cái khói độc. À, bên cạnh đó trong thời gian vừa qua tử thông cũng nhận được rất nhiều câu hỏi và nhiều thắc mắc của quý vị. À, thứ nhất là gì thắp hương hàng ngày có tốt không à, thưa quý vị thì với những người mà thờ bán thờ thần tài ấy, thì hầu hết ngày nào cũng thắp hương cầu cho gì cái cái cửa hàng cái công việc kinh doanh của mình nó được thuận buồm xuôi gió nhưng việc thắp hương trên ban thờ gia tiên ấy thì mọi người cũng đang thắc mắc là có nên thắp hương hàng ngày hay không. Thắp hương hàng ngày là cái việc quý vị nên làm. Cái việc thắp hương lên ban thờ gia tiên, ban thờ Phật hay là ban thờ thần tài ấy là một cái việc làm mang cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Vậy nên theo quan niệm của thờ cúng ấy thì thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu mà gia chủ bận bịu không chủ động được cái thời gian hoặc là không duy trì được cái thói quen này thì quý vị chỉ cần thắp hương ngày rằm ngày mùng 1 cũng như là ngày lễ Tết là đủ rồi. Ngược lại nếu mà quý vị có điều kiện về thời gian thì quý vị cũng nên là thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên ban thờ sẽ làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên ấm cúng hơn, lòng người cũng sẽ được nhẹ nhàng và an yên hơn. À, trong gia đình thì ngoài bàn thờ tổ tiên ấy, bàn thờ Táo Quân, ban thờ Phật thì hiện tại ban thờ thần tài thổ địa quý vị cũng sẽ cần phải thắp hương hàng ngày dù vậy khi thắp hương ở bất cứ ban thờ nào thì gia chủ cũng đều phải ăn mặc chỉn chu chỉnh tề và khấn vái một cách thành tâm bên cạnh đó gia chủ cũng nên lưu ý khi thắp hương thì cũng nên thắp một nén bởi theo quan niệm của dân gian ấy, số lẻ thì nó mang nhiều cái ý nghĩa tâm linh khác nhau à, theo đó nếu mà quý vị thắp hương thắp một nén ấy, thì là bày tỏ cái tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên cũng như các vị thần phật. Đồng thời khi thắp hương thì quý vị cũng cần phải thắp bằng hai tay để không gì thể hiện cái thái độ bất kính, vô lễ đối với các bậc bề trên. À, câu hỏi thứ hai là gì? Thắp hương vào cái thời điểm nào trong ngày là đúng và chuẩn hợp lý nhất? À, thưa quý vị, quý vị nên thắp hương vào lúc nào trong ngày, à, đặc biệt là cái ngày lễ tết rỗ chạp ngày mùng một ngày rằm ấy thì là một câu hỏi thường được nhiều người quan tâm hiện nay bởi lẽ thắp hương là một cái tục tập đã có từ lâu đời xuất hiện tồn tại hàng ngàn năm nay vì vậy mỗi khi mà lên hương ấy mỗi khi mà nén hương được thắp lên ấy thì cũng là lúc cái sợi dây tâm linh giữa hai thế giới vô hình và hữu hình được kết nối với nhau sâu sắc với những cái ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này thì các gia chủ nên chọn cái thời điểm thắp hương tốt nhất đó chính là mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối bởi cái việc khởi động một ngày mới bằng một cái nén hương thắp lên trên bàn thờ gia tiên cũng sẽ khiến cho gia chủ cảm nhận được một ngày mới khát lành may mắn và tràn đầy cái sức sống tương đối đó thắp hương vào mỗi buổi chiều tối để kết thúc một ngày làm việc bận rộn à, cũng sẽ giúp cho tâm hồn của con người trở nên bình an hơn bớt lo âu và bớt áp lực hơn theo đó cái việc thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm và cái thói quen này cũng mang những cái ý nghĩa tâm linh to lớn khác nhau Thời gian để thắp hương hàng ngày tùy thuộc vào cái hoàn cảnh và cái thời gian của gia chủ sắp xếp được. Theo đó, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng sớm trước khi đi làm và mỗi buổi chiều tối khi về nhà. Nhưng mà quý vị cũng không nên là thắp hương sau 7 giờ tối. À, bởi vì cái việc thắp hương muộn nó sẽ khiến cho những sinh linh vất vưởng đi lang thang nghe theo cái mùi khói hương mời gọi mà quấy nhiễu gia chủ, phá phách gia đình của các bạn. Do vậy, nếu mà thắp hương vào buổi tối thì gia chủ nên thấp càng sớm càng tốt. À, thưa quý vị, à, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn trong ngày rằm tháng 5 âm lịch năm 2024 cũng như là các quy định quy chuẩn về thắp hương, khấn vái thế nào cho đúng. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể là chủ động hơn trong việc là gì thắp hương và khấn vái thế nào cho đúng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn